Cũng tương tự như trường hợp vừa rồi, hai thanh niên trong clip mà camera nóng vừa cập nhật sau đây đã phóng nhanh, thiếu quan sát, lại không đội nón bảo hiểm khi lưu thông trên đường nên hậu quả nhãn tiền đã xảy ra với họ. Như quý vị đang thấy trên màn hình, chiếc ô tô đèn 7 chỗ đang xi nhan sang đường và quay đầu xe rất chậm và thận trọng. Nhưng từ hướng ngược lại lại có hai thanh niên tuổi đời còn rất trẻ, không đội nón bảo hiểm, phóng nhanh, lại không hề quan sát và đâm sầm vào đầu xe ô tô khiến hai thanh niên văng rất xa. Rất may là cả hai không ảnh hưởng đến tính mạng, hy mong rằng sau sự cố này hai thanh niên này sẽ chỉnh chu hơn khi lưu thông trên đường. Tạm chia tay với những vụ tai nạn giao thông thoát tim, Bích Hồng mời quý vị đến với phần biểu diễn của hai người phụ nữ rất đặc biệt trên sân khấu. Đặc biệt hơn là họ đã dùng thân cây đu đủ để làm đạo cụ biểu diễn của mình. Mới nghe Bích Hồng nói thôi là Quang Huy đã tự tưởng tượng và nghĩ chắc chắn đây là một màn văn nghệ, cười ra nước mắt rồi. Chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây quý vị nhé. Chẳng là thời điểm đó, hai cô gái đang biểu diễn trên sân khấu mừng đám cưới của đôi nhân vật chính. Người phụ nữ trung niên tỏ ra rất phấn khích, bà vác cả một thân cây đu đủ vào hội trường cười để quẩy, khiến cho những người có mặt vừa bất ngờ vừa bối rối tìm cách giải quyết. Lo sợ sự cố bất ngờ có thể xảy ra, một số người đã chạy tới cố gắng mang thân cây này ra ngoài, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn nổi sự phấn khích của người phụ nữ.